Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn siêu phẩm Sony Xperia C4 2 SIM. Đây là phiên bản màu đen với màn hình 5.5 inch, độ phân giải Full HD. Phía trước chúng ta có camera tự sướng là 5MP kèm theo đèn LED, có loa để đàm thoại. Phía sau chúng ta có camera 13MP hỗ trợ đèn LED và mic thu âm. Trang trí ở giữa là logo Sony, phía dưới là có loa ngoài và dòng chữ Xperia. Cạnh phải chúng ta có nút chụp hình nhanh giúp bạn tự sướng dễ dàng hơn, hay là chụp hình mọi khoảnh khắc rất là dễ dàng. Phím tăng giảm âm lượng, hay là nút nguồn khe tặng, và có kèm theo là khay cắm thẻ nhớ, khay SIM. Cạnh trái chúng ta có khe cắm sạc, bên trên là jack cắm tai nghe với 3.5mm, phía dưới là mic để chúng ta đàm thoại. Chúng ta cùng xem qua bên trong Sony, bên trong chiếc điện thoại này chúng ta có gì. Sony vẫn sử dụng là giao diện quen thuộc của Sony. Đây là chiếc điện thoại sử dụng 8 nhân với hiệu suất cực nhanh, sử dụng hệ điều hành Android 5.0, có giao diện đa nhiệm, cũng rất tiện lợi khi Sony sử dụng chế độ tắt tất cả các ứng dụng cực nhanh, rất tiện lợi. Khi chúng ta chạm vào màn hình, double vào màn hình thì có thể thay đổi giao diện các thêm với nhu cầu các bạn muốn không thích màu sắc hay là giao diện này, chúng ta có thể thay đổi giao diện khác. Với màn hình Full HD 5.5 inch thì trên Sony sử dụng công nghệ TV mới nhất của Sony được tối ưu hóa vào cho di động, nên cho chúng ta những hình ảnh màu sắc và độ tương phản rất là tuyệt vời khi chúng ta xem các video hay quay video. Với màu sắc sống động đầy ấn tượng, mình rất là thích cái màn hình này. Với camera 13MP, chế độ chụp hình rất là ấn tượng, hình ảnh sắc nét và đầy ấn tượng. Khi chúng ta thử chụp xem cái chụp ở trước thiếu sáng, khi những chi tiết ở đây rất là chi tiết, khi chúng ta zoom lên cũng rất là thấy rõ các chi tiết nhỏ từ các hình ảnh mình chụp được. Và mình cũng rất là thích thú về cái camera tự sướng của Sony, có kèm theo chế độ là chèn các hình ảnh đặc biệt vào trong camera của mình, thì có hình ảnh các hình ảnh về như đứa ơi này, hay là các cái khuôn mặt khác. Và đây rất là mình rất là thích cái chế độ camera này, rất là hài, trông rất là hài. Cũng có thể thêm các cái hình ảnh mình chụp được từ chỗ khác mình chèn vào đây. Và bên và các cái phụ kiện của Sony gồm có tai nghe, cốc sạc, dây cáp và bộ bí quyết sử dụng của Sony cần theo. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.